Dạ con chào sư, sư cho con hỏi là một người cư sĩ cần thuộc bài kinh nào? À, nếu mà quý nói là quý vị nói là cần thuộc á, thì sư chỉ nói ngắn gọn thôi, ba bài Itibiso Swakato Supatibano, tức là ba bài niệm ân đức Tam Bảo á, thuộc ba bài đó. Và cái bài cuối cùng á, là bài hồi hướng, tức là chúng ta thuộc cái ân đức Tam Bảo và chúng ta thuộc phần hồi hướng. À, thì đó là cái cần. Còn đủ thì chả bao giờ là đủ. Kinh thì mình tụng càng nhiều càng tốt, biết được càng nhiều càng tốt, hiểu được càng nhiều càng tốt, chứ đủ thì không bao giờ là đủ. Mà quý vị cần á, thì tạm, tạm thì xài có nhiêu đó ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.